Hello xin chào tất cả mọi người, lại là động 98 tám game Minh đây các bạn ơi. Yeah, đầu tiên mình trước tiên vào cái chủ đề của clip này thì mình sẽ đi thu hoạch một ít kim cương nữa các bạn ạ. Bởi vì bây giờ mình càng ngày càng nghèo rồi á. Còn có năm mươi mấy kim cương à? Đấy, đợt vừa rồi ấy, game nó có trục chặt ấy, vào game nó toàn bị ao thôi. Không thể nào mà đi cày tiền nên là cày kim cương gì được hết đấy các bạn ơi. Cho nên là nó rất là khó khăn để kiếm đồ tặng quà cho các bạn các bạn ạ. Rất là khó khăn. Thì uh, sắp tới đây mình cũng chuẩn bị có một thông báo và một số lượng quà cực kỳ lớn dành cho các bạn luôn Và toàn những cái quà mà các bạn yêu thích thôi các bạn ạ Thì uh, mình làm clip này ấy, thì muốn thông báo cho mọi người đó là sắp tới Thì trên kênh chính của mình ấy, mình sẽ chỉ live stream một buổi thôi nha các bạn nhé Mình sẽ chỉ live stream một lần thôi Đó là khi ở kênh chính Đậu 98 Gaming này của mình này Mình sẽ chỉ live stream vào lúc 9 giờ sáng 9 giờ đến 9 rưỡi sáng ấy, đến 11 giờ 11 rưỡi buổi trưa các bạn nhé 9 giờ 9 rưỡi 9 giờ đến 9 rưỡi sáng đến uh, trong khoảng từ 9 giờ đến 9 rưỡi thì mình sẽ like trong tập đấy đến tầm 11 giờ trưa hoặc là 11 hôm nào về hơn thì có thể 11 rưỡi 12 giờ là vào, vào buổi sáng đấy đấy thì mình sẽ like vào giờ đấy bởi vì mình thấy bây giờ các bạn cũng chuẩn bị được nghỉ hè khá là nhiều rồi nên mình lại la, quay trở về cái lịch like cũ của mình em mình sẽ like vào khoảng thời gian đấy và những con thời và những thời và những thời gian còn lại thì kiểu như là mình chỉ like vào giờ khung giờ đấy còn uh, còn lại thì mình sẽ để đăng clip bởi vì mỗi kênh youtube ấy nó chỉ có cho thông báo 3 clip một ngày thôi Thế cho nên là mình sẽ live stream một ngày để cho mọi người có thông báo còn lại hai thông báo còn lại mình sẽ để đăng clip lên cho các bạn xem thì đăng lên các bạn có thông báo để các bạn biết được mình đăng clip còn những thời gian live stream phụ còn lại mình sẽ live bên kênh phụ Đấy, có thể mình sẽ like từ một giờ chiều đến đến đêm luôn ở bên kinh phụ luôn cũng được hoặc là mình có thể like đêm ở bên kinh phụ và là mình sẽ like có thể những trò chơi khác mà cái yêu cầu yêu cầu của các bạn ở bên kinh phụ còn kinh chính của mình thì mình chỉ chơi tu lấy giờ thôi các bạn ạ đấy thì mình sẽ like bên kinh phụ để là thông báo của các bạn còn mình sẽ để cho <laughs> và sắp tới mình sẽ tạo một cái event cho mọi người cực kỳ là phần quà nhiều nhé các bạn nhé thì các bạn nào mình sẽ tặng cho các bạn những phần quà mà bằng thỏi vàng đó là những cái váy này đấy đấy, và cái váy này, đấy, quà thỏi vàng này, váy thỏi vàng này, cánh bướm này, áo bướm này, váy bướm này, đấy, à, tóc kim cương này, quần áo rồi những đồ trên đây mình sẽ tặng cho các bạn hết. đấy, sau khi các bạn tham gia event của kênh mới nha các bạn nhé. còn các bạn muốn tham gia event của kênh mới thì mình sẽ để link facebook của các bạn nhé ở bên dưới nhé các bạn nhé mình sẽ để link uh, facebook uh, để các bạn uh, để sẽ để link để các bạn tham gia chơi event này mới thì có tất cả những phần quà từ đấy đây các bạn nhìn mình sẽ để chuyển tác sang kênh kia cho các bạn xem này đấy thì các bạn tham gia kênh mới thì sẽ có uh, đầu tiên chờ một xíu nhé chờ một xíu thì uh, đánh nhất sẽ có váy bướm này nhì có thổi vàng này đấy uh, các bạn uh, tham gia thì sẽ được uh, nhận uh, tức những cái đồ thổi vàng ấy nhá à, đấy bạn nào muốn tham gia thì có thể mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn bấm vào tham gia nhé các bạn nhé ok rồi có, có clip mình xin dừng tại đây nha